về xe, anh cũng muốn mong mưa trở về để giao thừa cùng với người thân thương. Nhưng người khác đâu có nghĩ đến rằng trong đêm tối có một cô bé ở trời trên đất, quần áo xanh lát đang dò dẫm bước đi, trong tay là chiếc giỏ có đầy những bao giấy. Vừa đi vừa cảm thấy rằng điều rất xa vời, anh cố gắng đi đến những nơi có nhiều người quan ngại, nhưng trời lạnh quá, khách quan được điều giỏ đến xanh quanh. Càng về đêm, trời càng lạnh thêm. Cô bé vẫn chưa bán được bao giờ nào. Em giờ đã kiệt sức, đôi chân em bước chẳng còn chút cảm giác. Nhìn hai bên đường, cửa sổ của nhà đều đã sáng trưng. Nhà nhà quây quần bên bên cũng có hạnh phúc đón tân niên. Em muốn về nhà, nhưng nếu trở về như vậy, cha sẽ lại đánh em bằng những đòn roi. Đôi tay đã tê cứng, giá như được quẹt một que diêm và xuyên nhỉ. Em khẽ nói, giờ đến điều quẹt một que. Thank you.
có những người như cô bé vắng riêng đang thấy ngày ngày màu vẫn đi trong đêm tối, trong cái lạnh thấu xương để tìm miếng cơm manh áo. Những con người ấy rồi sẽ đi về đâu tôi không chắc, nhưng tôi có thể chắc rằng chỉ cần chúng ta đưa bàn tay ra nắm lấy những mảnh đời ấy, chắc chắn những đứa bé như thế sẽ ấm lòng hơn rất nhiều. Bởi mùa đông chỉ ấm áp khi có những